quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức. Cảm ơn VNPT Quảng Trị, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Huỳnh Sơn đã đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, trải qua 15 trận thi đấu của vòng loại, chúng ta đã tìm ra 15 thí sinh xuất sắc nhất giành được giải nhất tại 15 trận thi đấu, cùng với một thí sinh đạt giải nhì có số điểm cao nhất. 16 bạn thí sinh cùng nhau bước đến vòng 2 của cuộc thi chinh phục với 4 trận thi đấu. Và từ đây chúng ta sẽ tìm ra 4 gương mặt xuất sắc nhất giành được giải nhất của 4 trận thi đấu ở vòng 2 để cùng nhau bước đến trận chung kết. Trận thi mang tính chất quyết định của cuộc thi chinh phục năm nay. Và trong trận thi đấu ngày hôm nay, ai sẽ là người giành được tấm vé đầu tiên đi đến trận chung kết? Vâng, và ngay lúc này xin được chào đón sự trở lại của 4 bạn thí sinh ở trên sân khấu. Ở vị trí thi đấu đầu tiên, xin được chào đón sự quay trở lại của Trần Nguyên Phương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Ở vị trí thi đấu thứ hai là bạn Nguyễn Quốc Trung đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Vị trí thi đấu thứ 3 xin được chào đón Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh. Và ở vị trí thi đấu thứ 4 là Lê Tuấn Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Giới thiệu đến với trường quay này ban cổ vấn của chương trình. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Hồ Đắc Vinh, phó trưởng phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Đỗ Mạnh Tôn đến từ phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Thanh Phú đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Đình. Trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Phước đến từ trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài. Về phía nhà tài trợ xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vĩnh Lộc, phó giám đốc công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là 4 chàng trai sẽ tham gia tranh tài ở trận thi đấu đầu tiên của vòng 2 của thi chinh phục năm nay. Xin được dành ít phút để trò chuyện với 4 bạn thí sinh. Nguyên Phương ở vị trí thi đấu đầu tiên. Nguyên Phương thân mến, sau khi số đầu tiên, số khai mạc của cuộc thi chinh phục được ra sóng thì chúng tôi nhận được rất nhiều những lời bình luận ở trên mạng xã hội rằng là ôi Nguyên Phương đẹp trai quá, Nguyên Phương dễ thương quá. Vậy thì sau khi trở về thì Nguyên Phương có xem mình ở trên TV và có thấy mình đẹp trai không ạ? Dạ em thấy cũng bình thường. Chắc hôm nay ổn hơn hôm trước chị nào. Vâng, rất là hài hước và chúng tôi cũng hy vọng rằng hôm nay thì mình sẽ tuyệt vời hơn ở trên sóng đúng không ạ? Còn Quốc Trung thân mến, sau trận thi ở vòng loại thì bạn cảm thấy tự hào về cái khoảnh khắc hay là phần thi nào nhất ở trong cái trận thi đấu ở vòng loại? Dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh đang có mặt theo dõi trận đầu tiên của vòng 2. Và sau vòng 1 thì em cảm thấy mình khá là may mắn và tự hào nhất là ở vòng mà mình giải được khi nền của chương trình. Lúc đó thì trong con người em suy nghĩ đến wow, nice. và sau khi mà em về em xem lại trận thi đó thì lần nào cũng cảm thấy rất sung sướng. Vâng, rất là tự hào đúng không ạ? Cảm ơn Quốc Trung. Còn đối với Tất Thanh thì như thế nào sau khi giành được giải nhất của cuộc thi chinh phục, sau khi trở về thì cuộc sống của bạn có cái sự thay đổi như thế nào không ạ? Sau khi nhất cuộc thi chinh phục thì trên mạng xã hội là các bạn đã tím và like rất là sôi nổi trên trang cá nhân của em và những hình mà em và nhà trường đăng.
và dành cho em những bình luận có cánh. Vâng, nhận được rất nhiều những lời bình luận có cánh sau khi trở về từ cuộc thi chinh phục. Cảm ơn Đất Thanh. Còn mời Tuấn Đăng như thế nào, cảm xúc của bạn như thế nào khi bước đến vòng 2 của cuộc thi chinh phục ạ? Sau chiến thắng ở vòng 1 thì em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Sau khi xem trận đấu của ba bạn thì thấy các bạn rất là mình. Vâng, các bạn rất là mình, nhưng mà chắc chắn rằng Tuấn Đạt cũng đã chuẩn bị cho mình bổ sung thêm những kiến thức để có thể sẵn sàng bước đến vòng 2 của cuộc thi, đúng không ạ? Yeah. Vâng, lúc này đây thì chắc chắn các bạn thí sinh cũng đã rất sẵn sàng để bước đến những câu hỏi đầu tiên trong cuộc thi đấu ngày hôm nay. Và ở vòng 2 thì 4 bạn thí sinh cũng sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi của cuộc thi chinh phục, đó là xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với 4 bạn thí sinh bước đến phần thi đầu tiên mang tên xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này là một bộ 6 câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh theo hình thức trắc nghiệm, gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát. Và chắc chắn rằng 4 bạn thí sinh cũng đã rất quen với thể lệ của phần thi này rồi. Và trước khi được bước đến câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi rất muốn được nghe những lời cổ vũ động viên từ phía các bạn cổ động viên dành cho 4 bạn thí sinh trên sân khấu lúc này. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi xuất phát, câu hỏi 10 điểm. Câu hỏi số 1, câu hỏi 10 điểm có nội dung như sau. Triều đại nào mở đầu cho thời đại phong kiến độc lập tự chủ của dân tộc ta? A. Triều Tiền Lý, B. Triều Ngô, C. Triều Lê và D. là Triều Nguyễn. 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi ở lĩnh vực lịch sử thì cả 4 bạn thí sinh lựa chọn cho mình đáp án B là Triều Ngô. Vào năm 938, sau khi đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền Xưng Vương đóng đô ở Cổ Loa, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc ta. Và đáp án chính xác đó chính là Triều Ngô. Mỗi bạn thí sinh được cộng 10 điểm ở câu hỏi này, xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Tác giả của bài Phủ Sông Bạch Đằng là ai? A. Phạm Ngũ Lão, B. Trương Hàn Siêu, C. Nguyễn Trãi và D. là Đằng Dung. 20 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Số 2 là một câu hỏi văn học và chúng tôi nhận được hai đáp án của 4 bạn thí sinh, đó là đáp án B của ba bạn Nguyên Phương, Quốc Trung và Tuấn Đạt. Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án C. Vâng, ông từ là Thăng Phủ, người làng Phúc Am, huyện Yên Ninh, nay là Ninh Bình. Ông vốn là môn khách của Trần Hương Đạo. Ông có tính tình cương trực, học vấn uyên thâm, được cả vua Trần tin cậy, nhân dân tín trọng. Tác phẩm hiện còn lại không nhiều, trong đó có bài Phủ Sông Bạch Đằng, ông chính là Trương Hàn Siêu. B là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Xin chúc mừng ba bạn Nguyên Phương, Quốc Trung và Tuấn Đạt, mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Đơn vị khối lượng nguyên tử U được tính bằng 1/12 khối lượng nguyên tử. A. Carbon đồng vị 12, B. Carbon đồng vị 13, C. Carbon đồng vị 14 và D là carbon. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu.
Ở câu hỏi này chúng tôi nhận được hai đáp án của 4 bạn thí sinh, đó là đáp án A của hai bạn Quốc Trung và Tuấn Đạt. Hai bạn Nguyên Phương và Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án D. Ở câu hỏi này, đáp án chính xác đã có hai bạn được cộng điểm. Đáp án chính xác của chúng tôi là đáp án A. Xin được chúc mừng Quốc Trung và Tuấn Đạt. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Vâng, U bằng 1/12 khối lượng nguyên tử carbon đồng vị 12. Đó là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4, câu hỏi 20 điểm. Trong Pascal hay Python, hãy cho biết có bao nhiêu số nguyên dương x để biểu thức x chia 3 nhỏ hơn 2, O x trừ 2 nhỏ hơn 8 cho giá trị là xu. A 5, B 14, C 9 và D 10. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Tin học 20 điểm. Ở câu hỏi này, ba bạn Quốc Trung, Tất Thanh và Tuấn Đạt lựa chọn cho mình đáp án C và Nguyên Phương lựa chọn đáp án A. Đây là biểu thức O, vì vậy chỉ cần một trong hai vế cho đáp án đúng thì sẽ cho giá trị là true, phải không ạ? Biểu thức logic x chia 3 nhỏ hơn 2 tương đương với x nhỏ hơn 6. Biểu thức x trừ 2 nhỏ hơn 8 tương đương với x nhỏ hơn 10, đúng không ạ? Vâng, và chỉ cần x thỏa mãn một trong hai biểu thức nên chính giá trị của x thỏa mãn là từ 1 đến 9. Đáp án C là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Quốc Trung, Tất Thanh và Tuấn Đạt. Mỗi bạn được cộng 20 điểm ở câu hỏi này. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta hiện nay là ai? A. Phùng Quang Thanh, B. Ngô Xuân Lịch, C. Lương Cường và D. Phan Văn Giang. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng tôi nhận được đáp án D của cả 4 bạn thí sinh. Đáp án D, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta hiện nay là Phan Văn Giang. Vâng, vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cho đến nay, ông chính là Phan Văn Giang. D là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Mỗi bạn thí sinh được cộng 20 điểm. Vâng, và trước mắt chúng ta là câu hỏi số 6, câu hỏi 30 điểm, câu hỏi cuối cùng của phần thi xuất phát. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6 ngay sau đây. Tháng 2 năm 2024 có 5 ngày thứ 5. Hỏi ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024 là ngày thứ mấy? A. Thứ 4, B. Thứ 5, C. Thứ 6 và D là thứ 7. 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Số 6 là một câu hỏi ở lĩnh vực toán học và chúng tôi nhận được hai đáp án của 4 bạn thí sinh, đó là đáp án C của ba bạn Quốc Trung, Tất Thanh và Tuấn Đạt. Nguyên Phương lựa chọn cho mình đáp án D. Năm 2024 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày. Các ngày thứ 5 của tháng 2 sẽ là ngày 1, ngày 8, ngày 22 và ngày 29. Do đó ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024 sẽ là ngày thứ 6. Vì vậy ngày 8 tháng 3 năm 2024 sẽ là ngày thứ 6 và đáp án C là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Ba
ba bạn Quốc Trung, Tết Thân và Tuấn Đạt mỗi bạn được cộng 30 điểm. Xin chúc mừng ba bạn thí sinh. Như vậy câu hỏi số 6 vừa rồi cũng đã kết thúc phần thi thứ nhất của cuộc thi chinh phục, phần thi xuất phát. Và số điểm các bạn giành được sau phần thi này như thế nào, chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. Đang có 40 điểm là Nguyên Phương, Tất Thân sở hữu 80 điểm. Hai bạn Quốc Trung, Tuấn Đạt có 100 điểm. Xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Vâng, như vậy sau 6 câu hỏi đầu tiên của phần thi xuất phát thì cả 4 bạn thí sinh đều đã ghi cho mình những số điểm đầu tiên. Và hai bạn Tuấn Đạt, Quốc Trung đã ghi về số điểm tuyệt đối ở phần thi này. Và diễn biến điểm số của các bạn trên bảng tổng sắp sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần thi thứ hai ngay sau đây, phần thi thử thách. Phần thi thử thách. Trong phần thi này, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời 4 câu hỏi gồm 6 câu. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền bỏ qua câu hỏi và không được quay trở lại nếu còn thời gian. Trả lời đúng 1 câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi thử thách và theo thứ tự bốc thăm thì Nguyên Phương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ là thí sinh đầu tiên bước đến phần thi thử thách. Nguyên Phương thân mến, sau cái phần thi ở trận thi đấu đầu tiên, trận thi đấu ở vòng loại thì điều mà Nguyên Phương cảm thấy nổi tiếc nhất là gì? Ở đó thì em có thấy nổi tiếc đó là câu về hóc môn. Em đã đọc qua nhưng mà em không chắc chắn lời nói nên là em là bị đánh sai câu đó. Cũng do một phần yếu tố tâm lý khi đứng ở trên sân khấu đúng không ạ? Mặc dù kiến thức bạn đã được đọc ở trong sách giáo khoa rồi. Ở cái phần thi thử thách ở vòng 1, bạn đã có những kinh nghiệm như thế nào để mình có thể tự tin bước đến cái phần thi thử thách ở vòng 2 này? Em thấy phần thử thách thì mình cứ chậm lại là được. Chơi chậm rãi, đó là kinh nghiệm của Nguyên Phương sau phần thi thử thách ở vòng 1. Và lúc này đây chắc chắn Nguyên Phương cũng đã sẵn sàng bước đến 6 câu hỏi trong bộ đề của mình đúng không nào? Và xin được hỏi các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Cửa Đôn, các bạn muốn nói gì với Nguyên Phương lúc này ạ? Nguyên Phương, cố đi! Nguyên Phương, cố đi! Nguyên Phương, cố đi! Lúc này sẽ là bộ đề số 1, bộ đề dành cho bạn Nguyên Phương, 60 giây của Nguyên Phương. Bắt đầu! Tiêu chí nào được sử dụng phổ biến để thể hiện tình hình phân bổ dân cư trên một lãnh thổ? Mật độ dân số. Chính xác. Câu hỏi số 2. Nội dung cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là nói đến chủ thể nào trong nền kinh tế? Chủ thể sản xuất. Không chính xác. Trên dân gian Việt Nam có dòng tranh nào nổi tiếng nhất? Đồng hồ. Chính xác. Loại axit có trong chỉ vị dạ dày của người lớn với nồng độ trong khoảng từ 10 mũ âm 4 đến 10 mũ âm 3 mol trên lít là axit gì? Glycerol. Không chính xác. Trong các động vật sau, sữa, ốc sên, cá, tôm, động vật nào có hệ tuần hoàn kín? Không có. Không chính xác. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. What have they forgotten? I've got the passports here. And the tickets are in my bag. What about the camera? Oh no, I've left it at home. Camera. And I really wanted to take some holiday photos. Chính xác. Với 60 giây của mình, Nguyên Phương đã trả lời đúng 3 câu hỏi. Bạn ghi cho mình thêm 60 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Nguyên Phương. Trong bộ đề của Nguyên Phương, chúng tôi có hỏi bạn rằng nội dung cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là nói đến chủ thể nào trong nền kinh tế? Đáp án chính xác phải là chủ thể tiêu dùng. Ở câu hỏi số 4, loại axit nào có trong dịch vị dạ dày của người lớn với nồng độ trong khoảng 10 mũ âm 4 đến 10 mũ âm 3 mol trên lít là HCl mới là đáp án chính xác. Và câu hỏi số 5, trong các động vật sữa, ốc sên, cá và tôm, động vật có hệ tuần hoàn kín đó chính là cá. Cá mới là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Vâng, rất tiếc. Nguyên Phương đã trả lời sai 3 câu hỏi và trả lời đúng 3 câu. Một lần nữa xin chúc mừng Nguyên Phương với 60 điểm ở phần thi thử thách. Và theo thứ tự bốc thăm thì Quốc Trung sẽ là thí sinh thứ 2 bước đến phần thi thử thách. Quốc Trung thân mến,
Ở vòng 1 của cuộc thi chinh phục thì Quốc Trung có chia sẻ rằng bạn đến với cuộc thi chinh phục với cái tinh thần sảng khoái và thoải mái hết sức. Tuy nhiên cái sự sảng khoái và thoải mái này đã mang về giải nhất cho Quốc Trung. Và bước đến vòng 2 của cuộc thi hôm nay thì Quốc Trung mang đến một tâm lý như thế nào ạ? Dạ, vẫn tiếp nối vòng 1, em sẽ bình tĩnh, thoải mái và tự tin hết mình. Và em biết rằng cuộc thi này là cuộc thi chỉ chọn ra một người duy nhất, nên chắc chắn hôm nay em sẽ thi đấu hết sức, chơi hết mình và sẽ chơi tới bến. Để sau khi về nhà, nếu như em xem lại cuộc thi này thì sẽ chỉ toàn là những kỷ niệm đẹp đối với chương trình, đối với kỷ niệm tuổi học sinh và không có một khoảnh khắc nổi tiếng nào. Vâng. Vâng, những chia sẻ rất là tuyệt vời từ bạn Quốc Trung đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, và chúng tôi cũng hy vọng rằng mỗi bạn thí sinh khi đến với cuộc thi chinh phục sẽ để lại những kỷ niệm thật đẹp trong quãng đời học sinh của các bạn. Và lúc này đây thì các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị thân mến, hãy tiếp thêm sự bình tĩnh tự tin cho Quốc Trung lúc này ạ. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Lúc này sẽ là bộ đề số 2 dành cho bạn Quốc Trung. 60 giây của Quốc Trung. Bắt đầu. Trong sản xuất nông nghiệp, đối tượng lao động là yếu tố nào? Là yếu tố chủ chốt. Không chính xác. Theo quy luật giá trị, trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào? Quy luật cạnh tranh. Không chính xác. Câu hỏi số 3. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ quốc gia nào đoạt giải vô địch tại giải vô địch bóng chuyền cả câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023? Việt Nam. Chị ạ? Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi câu hỏi số 4. Hai lượng vàng có khối lượng bằng bao nhiêu gam? 414. Không chính xác. Câu hỏi số 5. Khi cho kim loại đồng vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 loãng đun nóng thì có khí 3 chấm. NO2. Vâng, bạn không kịp để trả lời câu hỏi số 5 của chúng tôi. Ở câu hỏi số 3, câu lạc bộ bóng chuyền nữ quốc gia nào đoạt ngôi vô địch tại giải vô địch bóng chuyền cả câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023? Đáp án của bạn chính xác. Như vậy với 60 giây của mình, Quốc Trung đã trả lời chính xác một câu hỏi. Bạn được cộng thêm 20 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Quốc Trung. Trong bộ đề của Quốc Trung, chúng tôi có hỏi bạn rằng trong sản xuất nông nghiệp, đối tượng lao động là yếu tố nào? Thì đáp án chính xác đó phải là cây trồng, vật nuôi. Ở câu hỏi số 2, theo quy luật giá trị, trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào? Phải dựa trên thời gian lao động xã hội cần thiết. Rất tiếc phải không ạ? Câu hỏi số 4, hai lượng vàng có khối lượng bằng bao nhiêu gam? Trong khoảng thời gian rất ngắn thì Quốc Trung đã đưa ra đáp án trả lời sai rồi. Lượng là đơn vị khối lượng, chỉ dùng đo thể hiện khối lượng vàng bạc, đơn vị theo tập quán trong nước. Một lượng sẽ bằng 37,5 gam, suy ra hai lượng sẽ bằng 75 gam. Ở câu hỏi số 5, khi cho kim loại đồng vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 loãng đun nóng thì có khí 3 chấm trong không khí tạo thành. Khí này không màu và hóa nâu. Đó là đáp án chính xác ở câu hỏi số 5 dành cho Quốc Trung. Rất tiếc phải không ạ? Vâng, không sao, chúng ta vẫn còn 2 phần thi ở phía trước để Quốc Trung có thể thể hiện kiến thức bản lĩnh của mình. Và người thứ 3 bước đến phần thi thử thách chính là Tất Thanh. Tất Thanh thân mến, trên thi đấu ở vòng loại thì chúng tôi có nghe bạn chia sẻ rằng bạn đến với cuộc thi chinh phục mong muốn giúp mình tiến bộ hơn và có thể giao tiếp tốt hơn. Vậy thì sau khi trải qua cái trận thi đấu ở vòng loại, bước đến vòng 2 này, bạn đã có sự tiến bộ hơn cũng như là giao tiếp tốt hơn chưa ạ? Dạ, thế chỉ là sau khi vượt qua vòng loại và đến với vòng 2 này thì sự tự tin của em đã được tăng lên và em đã giao tiếp và hòa đồng với các bạn hơn. Và các bạn đã chúc mừng em sau khi em giành được giải nhất cuộc thi chinh phục lịch lên ở vòng 1.
các bạn chúc mừng cho Tết Thanh rất nhiều sau khi mà giành được giải nhất ở trận thi ở vòng loại. Nó đã tiếp thêm cái sự bình tĩnh, tự tin cho Tết Thanh để có thể bước tiếp vào vòng 2 đúng không nào? Và lúc này đây thì bạn đã sẵn sàng bước đến phụ đề của mình hay chưa ạ? Dạ rồi. Vâng, Tết Thanh đã sẵn sàng. Lúc này đây thì các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh thân mến, các bạn nói gì với Tết Thanh lúc này ạ? Tết Thanh tự tin chiến thắng. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Bây giờ sẽ là 60 giây dành cho Tết Thanh. 60 giây của bạn bắt đầu. Cuộc khởi nghĩa nào của dân tộc ta mở ra thời kỳ đấu tranh chống phong kiến phương Bắc? Cuộc khởi nghĩa chống Việt Nam hả? Không chính xác. Tập thơ đầu tay của Tổ Hữu có tên là gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 3, trong Python hay Pascal, sâu ký từ vòng thử thách có đủ dài bao nhiêu? 14. Chính xác. Viên kim cương có khối lượng là 10,57 carat thì tương ứng bằng bao nhiêu gam? 3. Không chính xác. Trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng? 4. Chính xác. Câu hỏi số 6, nhớ một chiều Tây Bắc là bức tranh sơn mài của họa sĩ nào? Nguyễn Gia Trí. Không chính xác. Như vậy với 60 giây của mình, Tết Thanh đã trả lời đúng 2 câu hỏi. Bạn được cộng thêm 40 điểm ở phần thi thử thách. Xin chúc mừng Tết Thanh. Trong bộ đề của Tết Thanh, chúng tôi có hỏi bạn rằng cuộc khởi nghĩa nào của dân tộc ta đã mở đầu thời kỳ đấu tranh chống phong kiến phương Bắc? Đó là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vâng, cuộc khởi nghĩa diễn ra vào năm 40, cách chúng ta gần 2.000 năm. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta chống lại chế độ Bắc thuộc. Người lãnh đạo là hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhì. Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân trong đấu tranh giành độc lập chủ quyền, đồng thời cũng thể hiện vai trò và khí phách của người phụ nữ Việt Nam. Ở câu hỏi thứ 2, tập thơ đầu tay của nhà thơ Tổ Hữu có tên là gì? Đó là tập thơ Từ Ấy. Ở câu hỏi số 4, chúng tôi có hỏi bạn rằng viên kim cương có khối lượng là 10,57 carat thì tương ứng bằng bao nhiêu gam? Carat là đơn vị đo khối lượng đá quý, ký hiệu là CT, 1 CT bằng 0,2 gam. Do đó mà 10,57 nhân với 0,2 ra đáp án là 2,114 gam. Đó mới là đáp án chính xác ở câu hỏi số 4 này. Và câu hỏi số 6, nhớ một chiều Tây Bắc là bức tranh sơn mài của họa sĩ nào? Đáp án là họa sĩ Phan Kế An. Họa sĩ Phan Kế An thành công ở thể loại tranh sơn mài, tranh sơn dầu, mà nổi tiếng nhất là bức Nhớ một chiều Tây Bắc được vẽ vào mùa đông năm 1950. Thời gian ông đi kháng chiến với tư cách là đặc phái viên của báo Sự Thật. Bức tranh đã gửi cho họa sĩ, nhà thơ Đoàn Việt Bắc sáng tác thơ và nhà sĩ Vũ Thanh phổ nhạc. Vâng, đó là một vài thông tin liên quan đến cả câu hỏi trong bộ đề của Tết Thanh. Và một lần nữa xin chúc mừng Tết Thanh với 40 điểm ở phần thi thử thách. Và người cuối cùng bước đến phần thi thử thách chính là Tuấn Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Tuấn Đạt thân mến, sau khi theo dõi 3 phần thi thử thách của 3 bạn thí sinh rồi thì cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Em thấy bạn Nguyễn Phương là một người tự tin, bạn Trung là thông minh và bạn Thánh là quyết đoán. Nhưng em đã chuẩn bị tâm lý và kiến thức để bước vào phần thi này. Vâng, sau khi xem những cái phần thi thử thách của những đối thủ của mình thì Tấn Đạt đã có những nhận xét về 3 bàn đối thủ của mình trong cái trận thi đấu ngày hôm nay. Và lúc này đây thì Tấn Đạt cũng đã rất sẵn sàng để bước đến phần thi thử thách của mình. Và các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông Hải Lăng, các bạn đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, trước khi Tấn Đạt bước đến phần thi thử thách của mình thì các bạn cổ động viên có muốn nói gì với Tấn Đạt lúc này không ạ? Tấn Đạt Quyết thắng. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Lúc này đây là bộ đề số 4, bộ đề dành cho Tuấn Đạt. 60 giây của Tuấn Đạt bắt đầu. Trong hành trình tìm đường cứu nước, địa danh nào ở nước Pháp Nguyễn Tất Thành đến đầu tiên? Nhà Rồng. Gì ạ? Bị Nhà Rồng. Không chính xác. Tên từ con thiểu vào dầu ba chấm trong câu ca dao sau: chim khôn kêu tiếng ba chấm, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Bốc qua. Ngôn ngữ lập trình nào khi viết chương trình máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được? Ngôn ngữ máy. Chính xác. Linh vật cho SEA Games 32 là gì? Sao la. Chị ạ. Sao la. Không chính xác. Trong không gian cho đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng P có bao nhiêu mặt phẳng chứa A và vuông góc với P? Vô số. Chính xác. Trong các động vật sau, chim, thú, châu chấu, giun đốt, động vật nào có hệ tuần hoàn hở? Châu chấu. Chính xác. Với thời gian của mình, Tuấn Đạt đã trả lời chính xác 3 câu hỏi, bạn ghi về cho mình thêm 60 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Tuấn Đạt. Trong bộ đề số 4, chúng tôi có hỏi Tuấn Đạt rằng trong hành trình tìm đường cứu nước, địa danh nào ở nước Pháp Nguyễn Tất Thành đến đầu tiên? Vâng, trong một khoảng thời gian rất ngắn thì Tuấn Đạt đã hiểu sai câu hỏi đúng không ạ? Vâng, và địa danh đầu tiên Nguyễn Tất Thành đến nước Pháp phải là cảng Marseille. Ở câu hỏi số 2, Điền Thừa còn tiểu vào dấu ba chấm trong câu ca dao sau: chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Đó là đáp án chính xác của chúng tôi ở câu hỏi số 2. Ở câu hỏi số 4, linh vật cho SEA Games 32 đó chính là cặp thỏ trắng. Vâng, đó là ba câu hỏi mà Tuấn Đạt chưa trả lời chính xác ở trong bộ đề của mình. Như vậy là cả 4 bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thi thử thách của mình. Và số điểm các bạn giành được cho đến thời điểm hiện tại như thế nào, chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp. Đang có 100 điểm là Nguyên Phương. Tất Thành ghi được 120 điểm. 120 điểm cũng là số điểm của Quốc Trung. Và Tuấn Đạt đang có 160 điểm. Như vậy sau 2 phần thi mang tên xuất phát và thử thách thì với 160 điểm, Tuấn Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, vị trí của các bạn thí sinh trên bảng tổng sắp sẽ có những diễn biến thay đổi như thế nào khi trước mắt chúng ta vẫn là 2 phần thi vô cùng gay cấn và kịch tính nữa. Chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 ngay sau đây, phần thi tăng tốc. Phần thi tăng tốc. Phần thi này là một hình ảnh gồm 4 câu hỏi mảnh ghép, mỗi câu hỏi 20 điểm, lần lượt thí sinh theo số thứ tự đã bốc thăm trước khi vào cuộc thi chọn mảnh ghép tùy ý. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép rồi suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh lựa chọn mảnh ghép không đưa ra được đáp án, thì cơ hội dành cho 1 trong 3 thí sinh còn lại. 1 trong 3 thí sinh bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng với câu hỏi, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi đầu tiên, thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Trả lời đúng được 40 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 4 câu hỏi hình nền, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền thì sẽ được gợi ý đáp án hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Tuy nhiên, nếu thí sinh trả lời đúng, số điểm chỉ còn 30 điểm. Trong trường hợp các thí sinh không có đáp án hình nền, thì người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên trả lời câu hỏi của các ô hình ảnh chưa được mở trước khi đưa ra đáp án hình nền. Vâng, vừa rồi là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và sau vòng loại, tiếp thu ý kiến từ phía các thầy cô giáo, các bạn học sinh và quý khán giả theo dõi chương trình, ban tổ chức chương trình Chinh Phục đã quyết định có một điều chỉnh nhỏ trong phần thể lệ. Ở câu hỏi hình nền của phần thi tăng tốc, ban tổ chức sẽ đưa ra số chữ cái chính xác và đầy đủ cho đáp án của hình nền. Và đây cũng là một trong những gợi ý để giúp các bạn thí sinh có thể sâu chuỗi suy luận để đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi hình nền của chúng ta. Và câu hỏi hình nền hôm nay của chúng tôi có nội dung: hãy cho biết nội dung của bức ảnh. Đáp án có 10 chữ cái. Xin được nhắc lại câu hỏi hình nền: hãy cho biết nội dung của bức ảnh. Đáp án có 10 chữ cái. Và theo như thứ tự bốc thăm từ đầu chương trình thì Nguyên Phương sẽ là người đầu tiên lựa chọn mảnh ghép. Xin mời bạn. Giờ em chọn mảnh ghép số 2. Nguyên Phương lựa chọn mảnh ghép số 2. Xin mời câu hỏi ở mảnh ghép số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: những ca từ này nằm trong ca khúc nào? Những chiếc cầu ngày đêm bom rồi vẫn nguyên vẹn đứng trên lửa khói. Những chiếc cầu vẫn nối hai quê. Thời gian suy nghĩ và trả lời
Bắt đầu. Ba cá thống nhất. Đó là một đáp án chưa chính xác. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác của ba bạn thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Như vậy không bạn thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi ở mình ghép số 2. Như vậy mình ghép số 2 sẽ bị khóa lại. Lúc này là quyền lựa chọn mình ghép của Quốc Trung. Em chọn mình ghép số 3. Quốc Trung lựa chọn mình ghép số 3. Câu hỏi ở mình ghép số 3 có nội dung như sau. Khu di tích lịch sử Lam Kinh gắn với cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống quân Minh xâm lược vào thế kỷ 15 thuộc tỉnh nào nước ta? 20 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Vâng, mới chỉ sau 2 câu hỏi và Quốc Trung chưa đưa ra đáp án cho câu hỏi ở mình ghép số 3 thì hai bạn Tuấn Đạt và Quốc Trung đều đã bấm chuông để dân quyền trả lời nền. Và lúc này đây, như vậy là chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền của bạn Tuấn Đạt. Xin mời Tuấn Đạt. Xin được hỏi Tuấn Đạt, trước khi bạn đưa ra câu trả lời cho hình nền ngày hôm nay, xin được nhắc lại đáp án hình nền có 10 chữ cái và với hai cái gợi ý từ hai câu hỏi ở hai mình ghép vừa rồi thì bạn chắc chắn bao nhiêu phần trăm với cái đáp án của mình? Dạ, 20%. Xin được hỏi đáp án bạn đưa ra cho hình nền ngày hôm nay là gì? Dạ, thành nhà hồ. Thành nhà hồ. Thành nhà hồ có 10 chữ cái không Tuấn Đạt? Dạ có. Tuy nhiên rất tiếc phải nói rằng phần thi tăng tốc của Tuấn Đạt phải tạm dừng ở đây. Đáp án của bạn đưa ra cho hình nền ngày hôm nay chưa chính xác. Chúng tôi nhận được tín hiệu trả lời hình nền thứ hai của Quốc Trung. Xin được hỏi Quốc Trung rằng chúng tôi đang nhìn thấy cái sự nuối tiếc trên khuôn mặt của bạn. Có phải thành nhà hồ cũng là đáp án của Quốc Trung không ạ? Đáp án của bạn là gì ạ? Nhau cũng là thành nhà hồ. Vâng, chúng tôi cũng xin được nói rằng phần thi tăng tốc của Quốc Trung cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất tiếc, đáp án thành nhà hồ không phải là đáp án của hình hình ngày hôm nay. Ở câu hỏi số 3, khu di tích lịch sử Lam Kinh gắn với cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống quân Minh xâm lược vào thế kỷ 15 thuộc tỉnh nào của nước ta? Thời gian 20 giây của Quốc Trung đã kết thúc và bạn chưa đưa ra được đáp án cho câu hỏi này. Đối với câu hỏi mình ghép số 3, cơ hội thuộc về hai bạn Nguyên Phương và Tất Thanh. Thời gian bắt đầu. Là tín hiệu chuông đầu tiên của Tất Thanh ạ. Mời bạn. Câu trả lời của em là Thanh Hóa. Thanh Hóa, bạn được vòng 20 điểm. Thanh Hóa là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Tất Thanh được vòng 20 điểm, xin chúc mừng bạn. Và lúc này là quyền lựa chọn mảnh ghép của Tất Thanh. Xin mời bạn. Khi mà mảnh ghép số 3 đã được mở ra thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền. Vâng ạ. Xin được mời Tất Thanh đưa ra đáp án hình nền cho ngày hôm nay. Mời bạn. Câu trả lời của em là câu hàm rồng. Câu hàm rồng. Từ đâu, từ gợi ý nào bạn đã đưa ra đáp án này cho câu hỏi hình nền hôm nay? Dạ, em dựa vào ô thứ 3 trong hình nền và câu trả lời là gợi ý là Thanh Hóa. Vâng. Với hai gợi ý của chúng tôi ở hai mảnh ghép, Tất Thanh đã sâu chuỗi và đưa ra đáp án cho hình nền ngày hôm nay là câu hàm rồng. Câu hàm rồng có 10 chữ cái không Tất Thanh? Vâng, câu hàm rồng có 10 chữ cái. Và đây là một đáp án chính xác. Bạn được không? Bạn được
40 điểm ở câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau khi Tất Thanh bấm chuông trả lời hình nền thì Nguyên Phương cũng đã có tín hiệu trả lời hình nền. Xin được hỏi Nguyên Phương, đáp án hình nền bạn đưa ra là gì ạ? Theo đáp án của em là Sơn Bình Hải. Vâng, như vậy xin được chúc mừng Tất Thanh, bạn được còn 40 điểm ở câu hỏi hình nền. Câu Hàm Rồng nằm trên tuyến đường Bắc Nam thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong chiến tranh leo thang đến phá miền Bắc nước ta, không quân Mỹ đã tập trung đến phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt huyệt mạch giao thông quan trọng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường lớn miền Nam. Dù nhiều lần bị đánh phá, cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang đứng vững, tựa vào núi Hàm Rồng, soi bóng trên dòng sông Mã, trở thành nhân chứng lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở thế kỷ 20. Ngày nay, cầu Hàm Rồng là một địa danh tham quan nổi tiếng của thành phố Thanh Hóa. Đến thăm cầu Hàm Rồng, bạn có thể kết hợp đi thêm một số địa danh cách không xa thành phố như Vườn Quốc gia Bến Ế, Biển Sầm Sơn, Hòn Trọng Mái hay là di tích Lam Kinh. Đó là một vài thông tin cho hình nền ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được mở toàn phần hình nền. Vâng, ở mảnh ghép số 2, chúng tôi đã hỏi 4 bạn thí sinh rằng những ca từ này nằm trong ca khúc nào? Đây là những ca từ nằm trong ca khúc Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui. Xin được mời đoàn nhạc. Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta. Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sao. Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo. Nhịp cầu nối những bờ vui. Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối. Anh bắc cầu vào qua khúc sông sâu. Anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui do nhạc sĩ Văn An phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ. Ông được công chúng biết đến là nhạc sĩ thuộc thế hệ lão thành, tuổi trẻ dọc theo hai cuộc chiến tranh để viết nên những ca khúc trữ tình cách mạng đi cùng năm tháng như Đường Lên Tây Bắc, Lá Cờ Đảng, Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, Đôi Dép Bạc Hồ hay là ca khúc Ấm Tình Quê Bắc. Ở câu hỏi số 3, chúng tôi có hỏi các bạn rằng khu di tích lịch sử Lam Kinh gắn với cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống quân Minh xâm lược vào thế kỷ 15 thuộc tỉnh nào của nước ta? Đáp án là tỉnh Thanh Hóa. Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi và là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công ở thế kỷ 15. Khu di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962. Tiếp đó vào năm 2012, nơi đây được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Vâng, và với gợi ý ở câu hỏi số 3 là Thanh Hóa thì Tất Thanh đã đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Như vậy cả 4 bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thi tăng tốc tại đây. Và số điểm các bạn giành được cho đến thời điểm hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp. Đang có 100 điểm là Nguyên Phương, 120 điểm là số điểm của Quốc Trung, Tuấn Đạt có 160 điểm và đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu với 180 điểm là Tất Thanh. Vâng, trong phần thi tăng tốc thì có hai câu hỏi ở hai mảnh ghép mà 4 bạn thí sinh chưa mở ra. Hai câu hỏi này xin được dành cho cả bạn cổ động viên. Ở câu hỏi ở mảnh ghép số 1, câu hỏi của chúng tôi là địa phương nào của Việt Nam được mệnh danh là thành phố của những cây cầu? Có bạn cổ động viên nào biết đáp án cho câu hỏi này không ạ? Vâng, xin mời kiểm tay từ một bạn cổ động viên của trường chuyên Lê Quỳ Đôn ạ. Dạ, câu trả lời của em là thành phố Đà Nẵng. Vâng, chính xác rồi ạ. Đà Nẵng là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Vâng, thưa quý vị, trong 25 năm kể từ khi chia tách Quảng Nam, Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính, Đà Nẵng có khoảng 20 cây cầu quy mô lớn được xây mới, gồm cả cầu vượt Càn, vượt sông. Tính riêng khu vực sông Hàn đã có 9 cây cầu, nổi tiếng phải kể đến là cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Thuần Phước, cầu Trần Thị Lý. Đó cũng là một trong những gợi ý để đưa đến hình ảnh ngày hôm nay là cầu Hàm Rồng. Ở mảnh ghép số 4, chúng tôi có câu hỏi, các phân lưu của sông Mekong chảy trên lãnh thổ Việt Nam có tên gọi chung là gì? Có bạn cổ động viên nào biết đáp án cho câu hỏi này không ạ? Xin được mời một kiểm tay từ phía hàng ghế cổ động viên của cả bạn trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh. Dạ, đáp án của em là
Sông Cửu Long. Sông Cửu Long là một đáp án hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn cổ động viên rất nhiều. Thưa quý vị, sông Cửu Long là tên gọi chung của các phân lưu của sông Mekong chảy trên lãnh thổ của Việt Nam. Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua 4 nước là Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông theo chín cửa sông. Cũng chính vì vậy mà nó có tên là sông Cửu Long, tức là chín con rồng cùng đổ ra biển. Đó cũng là một trong những gợi ý của chúng tôi để đưa đến hình nền ngày hôm nay, cầu Hàm Rồng. Vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 phần thi xuất phát, thử thách và tăng tốc. Với 180 điểm thì Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh đang tạm thời ở vị trí dẫn đầu. Và trước mắt chúng ta là phần thi cuối cùng, phần thi quyết định. Ai sẽ là người giành được tấm vé đi đến vòng chung kết của cuộc thi chinh phục năm nay? Phần thi chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu ngay sau đây. Phần thi chinh phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi dành cho tất cả thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, hai thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời trước, trả lời đúng được 30 điểm. Sai bị trừ 10 điểm. Nếu thí sinh thứ nhất trả lời sai, thì thí sinh thứ hai được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai cũng bị trừ đi 10 điểm. Vâng, như chúng tôi đã chia sẻ thì ở phần thi chinh phục này sẽ có 6 câu hỏi, mỗi câu 30 điểm. Cơ hội sẽ dành cho hai bạn thí sinh bấm chuông nhanh nhất mà thôi. Chính vì vậy, cho nên ở phần thi mang tính chất quyết định này, ngoài việc đưa ra câu trả lời chính xác, thì còn đòi hỏi sự nhanh nhạy trong việc bấm chuông giành quyền trả lời của 4 bạn thí sinh. Và lúc này thì xin chúc cho 4 bạn thí sinh thật bình tĩnh, tự tin để có thể trả lời chính xác 6 câu hỏi trong phần thi chinh phục này. Và lúc này đây, các bạn cổ động viên thân mến, hãy tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho 4 bạn thí sinh của chúng tôi trên sân khấu lúc này. Câu hỏi đầu tiên của phần thi chinh phục có nội dung như sau. Rét nang bân ở miền Bắc nước ta thường xảy ra vào tháng mấy âm lịch? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tín hiệu chuông nhanh nhất là của Tuấn Đạt, xin mời bạn. Câu trả lời của em là tháng 3. Tháng 3, bạn được cộng 30 điểm ở câu hỏi này. Rét nang bân là đợt rét muộn ở miền Bắc nước ta do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Rét nang bân thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do không khí lạnh đưa hơi nước từ biển vào. Không chỉ là một đợt rét đầm, ở nhiều nơi còn xảy ra hiện tượng giông lốc, mưa đá hay là gió giật mình. Rét nang bân như một khúc giao mùa nên thời gian không kéo dài, nó chỉ xuất hiện một vài ngày cho đến khoảng một tuần. Đó là một vài thông tin cho câu hỏi số 1. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Vận dụng quan hệ cung cầu để lý giải tại sao có tình trạng cháy vé trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, khi chúng tôi đọc câu hỏi thì đã nghe thấy tín hiệu chuông của các bạn. Tuy nhiên xin được nhắc lại, tín hiệu chuông của chúng tôi chỉ hoạt động sau khi MC công bố là thời gian bắt đầu. Và tín hiệu chuông đầu tiên chúng tôi nhận được là của Tất Thanh. Xin mời bạn. Thưa chị, là câu trả lời của em là do nguồn gió có buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng, cho nên khán giả sẽ đi đông và do đó nhu cầu họ sẽ cao. Tuy nhiên lượng cung thì chỉ có không thay đổi và đưa ra một lượng cung nhất định, cho nên xảy ra tình trạng chảy vé và lượng cầu của họ cao cho nên chảy vé. Vâng, câu hỏi là vận dụng quan hệ cung cầu và đáp án bạn đưa ra được chấp nhận, bạn được cộng 30 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta có thể lý giải một cách đơn giản hơn, đó là vì cung nhỏ hơn cầu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Ở tế bào sinh vật nhân thực cho cả cấu trúc sau: ribosome, bộ máy Golgi, lysosome, lục lạp, thành tế bào nhân. Hãy cho biết cấu trúc nào có cấu tạo màng kép. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu chuông trả lời của Quốc Trung. Xin mời bạn.
Câu trả lời của em là Lục Lạp. Câu trả lời của bạn là Lục Lạp. Rất tiếc, phải lấy đi của bạn 10 điểm. Thời gian vẫn còn. Cơ hội dành cho một trong ba thí sinh còn lại, bắt đầu. Tín hiệu chuông trả lời của Nguyễn Phương, xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là Riboso. Đây cũng là một đáp án chưa chính xác. Chúng tôi sẽ lấy đi của Nguyễn Phương 10 điểm. Đáp án chính xác ở câu hỏi này là Lục Lạp và Nhân. Quốc Trung trả lời thiếu. Vâng, rất tiếc ạ. Chúng ta cũng đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Tại sao giọt nước đồng trên lá sen có dạng hình cầu hơi dẹt? Thời gian suy nghĩ và trả lời, bắt đầu! Vâng, xin mời Tuấn Đạt. Dạ, câu trả lời của em là lá sen hẳn sẽ không dính nước nên nước sẽ có dạng hình cầu. Nhưng do chịu tác dụng của trọng lực nên sẽ có dạng hình cầu hơi dẹt. Đây là một đáp án chính xác, bạn được cộng 30 điểm. Và trước mắt chúng ta là hai câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục. Hai câu hỏi này cũng sẽ khép lại chặng đua ngày hôm nay. Và lúc này đây số điểm của các bạn thí sinh là 90, 110, 210 và 220. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Nghe đoạn nhạc sau và trả lời câu hỏi. Có tên gọi khác là gì? Thời gian suy nghĩ và trả lời, bắt đầu! Ba bạn có tín hiệu chuông trả lời, tuy nhiên người bấm chuông nhanh nhất là Tất Thanh. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là đàn dương cầm. Dương cầm là một đáp án không thể nào chính xác hơn. Bạn được cộng 30 điểm. Còn một câu hỏi nữa. Và thực sự đây là một câu hỏi mang tính chất quyết định ai sẽ là người giành được tấm vé vào vòng chung kết. Vâng, lúc này đây thì các bạn cổ động viên thân mến, hãy tiếp thêm sự bình tĩnh, tự tin cho các bạn thí sinh trên sân khấu nhé. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Fill in the gap with one appropriate word. I promise not to disturb you. I'll just sit here and I'll be as quiet as a... Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Tín hiệu chuông trả lời của Tuấn Đạt. Mời bạn. Câu trả lời của em là Wind. Vâng, chúng tôi đã nghe rõ câu trả lời của bạn. Xin được mời ý kiến từ phía đại diện ban giám khảo. Xin mời cô giáo Lê Thủy Hằng. À, rất tiếc là câu trả lời của bạn Tuấn Đạt chưa chính xác. Thời gian vẫn còn, cơ hội thuộc về một trong ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Mời Tất Thành. Câu trả lời của em là Python. Vâng, chúng tôi đã nghe rõ đáp án của Tất Thành và xin được mời ý kiến từ phía đại diện ban giám khảo. À, cũng rất tiếc là câu trả lời của bạn Thành cũng chưa chính xác. Và đây là một thanh ngữ, as quiet as a mouse, im lặng như một con chuột. Vâng, mouse mới là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Cảm ơn ý kiến từ phía đại diện ban giám khảo. Vâng,
Những tiếng hò reo cổ vũ của các bạn cổ động viên đã giúp chúng ta biết được rằng người giành được chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay là ai. Tuy nhiên, chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay. Có 90 điểm là Nguyễn Phương, Quốc Trung ghi được 110 điểm, 210 điểm là số điểm của Tuấn Đạt và Tết Thành giành được giải nhất của chương trình với 230 điểm. Vâng, như vậy với 230 điểm, Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh đã giành được giải nhất của trận thi đấu đầu tiên của vòng 2 ngày hôm nay. Đề nhì với Tuấn Đạt 210 điểm đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng và hai bạn Nguyên Phương và Quốc Trung giành được giải 3 của chương trình. Xin mời 4 bạn thí sinh bước lên phía trước, chúng ta nhận giải từ phía ban tổ chức. Trân trọng kính mời lên sân khấu cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ và thầy giáo Đỗ Mạnh Tôn, chuyên viên phòng giáo dục trung học giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị, lên sân khấu trao giải ba cho hai bạn Nguyễn Quốc Trung đến từ trường Trung học Phổ thông thị xã Quảng Trị và bạn Trần Nguyên Phương đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bạn Trần Nguyên Phương và Nguyễn Quốc Trung đã giành được giải ba tại trận thi đấu ngày hôm nay. Cảm ơn thầy giáo Đỗ Mạnh Tôn và cô giáo Lê Thủy Hằng. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vin Điền Quảng Trị lên sân khấu trao giải nhì cho bạn Lê Tuấn Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho thành tích của Lê Tuấn Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng đã xuất sắc giành được giải nhì tại trận thi đấu ngày hôm nay. Và đây là giây phút chúng ta cùng chờ đợi nhất tại trận thi đấu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Hồ Đắc Vinh, Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị lên sân khấu trao giải nhất cho bạn Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh. Cảm ơn thầy giáo Hồ Đắc Vinh. Kính thưa quý vị, như vậy là hành trình đầu tiên của vòng 2 cuộc thi chinh phục đã khép lại với phần chiến thắng rất thuyết phục của bạn Nguyễn Tất Thanh. Và ngôi trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh đã gây tên mình vào trận chung kết và Nguyễn Tất Thanh chính là người mang đến niềm tự hào cho ngôi trường của bạn. Và tất nhiên rồi, 4 bạn thí sinh trên sân khấu của chúng tôi lúc này là những người rất giỏi, rất xuất sắc và ai cũng rất là đáng yêu. Và Nguyễn Tất Thanh sẽ thay mặt cho 3 bạn thí sinh còn lại bước tiếp vào trận chung kết, trận thi quan trọng nhất của cuộc thi chinh phục năm nay. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho thành tích của cả 4 bạn thí sinh trên sân khấu lúc này. Và lúc này đây xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại trận thi đấu thứ 2 của vòng 2 cuộc thi chinh phục năm 2023. Miền Trung bà con hoan hỉ, lúa vàng nặng hạt, mùa màng bội thu. Bí quyết là nhờ bộ sản phẩm đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả. Với thành phần NPK và các chung vi lượng hợp lý, đầu trâu lót thúc NPK 17-12 năm cộng TE giúp cây ra rễ nhanh để nhánh khỏe tăng trưởng mạnh. Đầu trâu đón đồng nuôi củ quả NPK 16-4-14 cộng TE giúp đồng to, lúa trổ đều, bồng lớn chắc hạt. Bộ sản phẩm sử dụng được cho nhiều loại cây trồng. Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả Bình Điền Quảng Trị năng suất cao, tăng lợi nhuận.